Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 18 ngày 5 tháng 3 năm 2024 về điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024. Một trong những nội dung đáng chú ý là công điện nêu rõ, mặt bằng lãi suất cho dây đã giảm nhưng chưa tương xứng với mức giảm của mặt bằng lãi suất quy động, tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm nay giảm so với cuối năm rồi. Do đó, Thủ tướng chỉ đạo các tổ chức tín dụng bám sát các chỉ đạo của chính phủ, ngân hàng nhà nước tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho dây, công bố công khai lãi suất cho vay bình quân để người dân doanh nghiệp thuận lợi trong việc tiếp cận tín dụng, lựa chọn ngân hàng vay vốn. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các gói tín dụng ưu đãi phù hợp với đặc thù của từng tổ chức tín dụng đối với các lĩnh vực quan trọng, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của chính phủ. Tiếp tục hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng truyền thống như tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, chuyển đổi số theo chủ trương của chính phủ. Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương ra soát toàn diện kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế, từng ngành, từng lĩnh vực, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tuyệt đối không để ách tắc chậm trễ không đúng thời điểm.